lên cho chủ xe là 125, nói chung cấu hình là full 125. Thì sẵn đây cho anh em nghe tiếng máy của lực 125 bền mạnh nha, bao êm cho anh em. Rồi, xin chào anh em đến với độ xe bền.com, đang tiến hành làm cục máy quay A100 nha. Thì cái xe này là mình đã nói với anh em rồi, cái xe này là chạy là được 500 cây bị lốp B. Thì chủ xe tâm sự là mới làm ở bên kia xong là 7,5 triệu nha, nhưng mà chạy được 500 cây là chưa hết roda lốp B rồi. Thì sẵn đây mình cho anh em nghe coi cái trái của lốp B luôn đâu. Đây, trái của chủ xe đây. À khoan, trái này trái 54 của bên xe kia. Còn cái trái này, đúng rồi, trái này quay A nè. Lốp B nặng nha. Thì cái xe này là hai người bạn đó nha. Xe này xe kia là bạn với nhau, là rủ chơi chung với nhau đó. Là hai xe, cái xe 54 kia lốp B luôn ha. Thì hai bạn qua đây là làm cục máy nha. Thì cục máy 54 là cái này là biết lốp B trước ha, là qua làm, còn cái này là chạy bị keo nên nhờ bên độ xe Việt Nam kiểm tra thì nó lốp B còn nặng hơn cái trái 54 nữa. Đây thì full có mình là mình làm lại chủ xe thì cái xe này là mình cứu lại nha. Chứ còn chủ xe là không có tiền nha ha. Đó, chủ xe chỉ có được có vài triệu thôi. Đó, chủ xe nhờ yêu cầu cứu lại. Thì với có mình này là mình đi lại chủ xe là đúng rin nha. Còn cái lốc của chủ xe là cái lốc chế. Đây cho anh em coi ha. Cái lốc chế đây, mình kiểm tra là cái đường nhớt là bơm nó không có được chuẩn xác nha, nó bơm nó không có được vô máy mà nó tẹt ra ngoài ha, thì nó gây lốp B trái của anh em. Thì cấu hình này là mình sẽ đi rinh lốc lại cho chủ xe luôn. Anh em coi cái lốc này là mới đúng lốc gắn của bơm nhớt lớn nè đó ha. Rồi còn cái lốc này thì mình bỏ đó, giờ mình sẽ tháo đũa ra nha để gắn vô đây. Thì với cấu hình rinh này á, là mình sẽ làm lại gen thay lốc, làm lại cái trái luôn. Thì chủ xe yêu cầu là làm lên trái 125 luôn nha. Đó, trái lớn luôn. Trái của chủ xe kia là trái 50. Còn mình đây là lên trái 52 năm nha. Đó, bao mới cho anh em. Đó. Full trái 110 lớn á nha anh em, phải trái 10 nhỏ nha. Của chủ xe đây nha. Đó, nó nhỏ hơn trái của mình nhiều nha anh em ha. Anh em coi ha. Đó, cái đuôi anh em coi nè. Đó, nhỏ hơn mình của mình nha. Của mình là lọt cái của nó luôn nha. Rồi. Mình đi trái lớn, nói chung là cái này là cấu hình này là chủ xe yêu cầu và chủ xe bắt mình làm vậy nha, chứ không phải là mình tư vấn ha. Nói chung chủ xe này là có làm xe qua rồi nha, có học nghề sửa xe rồi, yêu cầu mình làm. Thì cấu hình này là mình làm cho chủ xe là làm lại cái lồng mới đây nè ha, làm lại cái lồng mới. Rồi về đầu bò là mình làm lại chủ xe, hai bắp lại cho chủ xe nha, cho nó kín hơi ha. Đó, cấu hình là mình làm rinh cho chủ xe chạy cho nó bền ha. Nồi là mình làm lại chuông bố, chuông nha, làm lại chuông hết sọc hết khuyết nha. Đó, thay ba bố mới chủ xe, 1, 2, 3 mới chăm chăm nha. Đó, rồi còn bố nồi sau là mình đi lại bố thái chủ xe, anh em coi ha, bốn lá bố thái nha. Đó, cấu hình mình làm cái nào mình nói đúng cái đó nha. Đó, bốn bố. Rồi, với cấu hình này thì mình không phải như cái xe bên kia, xe kia là mình thay full đầu lòng, còn cái xe này là mình đi lại đầu lòng cũ chủ xe, mình làm cái ruột ở trong là mới. Rồi, qua đây nè, đó cái ruột ở trong là mình làm mới. Nên chi tiết là cấu hình này là mình làm là nhẹ tiền hơn xe kia. Nói chung là xe này là chủ xe giờ nói là có mấy triệu thôi để cứu lại ha, rồi mình sẽ cứu lại thôi. Rồi, và mình xin chào anh em nha. Sau khi lắp ráp lên thì mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy của hai xe luôn. Tại hai xe này tới cùng lúc thì mình làm cùng lúc luôn nha anh em ha. Đó, xe nào tới trước mình làm trước, còn xe nào tới sau làm sau nha anh em. Rồi, chào anh em. Rồi, xin chào anh em quay A100 ha. Thì tối nay hoàn thành xong 3 chiếc nha, 3 chiếc quay luôn, 2 chiếc quay A với lại là 1 chiếc quay Alpha. Thì cái xe này là bữa báo cho anh em đó, là xe này là của một cặp hai người bạn ha. Thì một chiếc quay A, một chiếc là quay Alpha bên kia, chút nữa mình sẽ quay cho chiếc xe kia. Thì cái xe này là làm hết 7,5 triệu nhưng mà bị lốp B đó. Thì cấu hình là qua bên độ xe Việt Nam mình nhận làm lại. Thì cái xe này là mình làm lại cho chủ xe là hết là gần dưới 4 triệu nha. Đó, cấu hình là mình làm từ xe dinh xe độ thì nói với anh em là êm ru ha. Thì chẳng đây mình sẽ để cái mic gần cái máy cho anh em cảm nhận tiếng máy gan ti ha, bao êm ru cho anh em. Gan ti là mình chỉnh cho chủ xe là rất là êm nha. Nổ là rất là chậm rãi ha, không có phải là nổ gấp gáp và ga lớn nha, nhịp nhàng cho anh em đó. Thì cấu hình mình làm thì máy là êm ru không khác gì ha. Đó, anh em có thể nghe qua, bao êm cho anh em. Sẵn đây mình sẽ lên cái ga cho anh em nghe cái tiếng máy nha, máy nổ là bao lực cho anh em. Mình báo cho anh em luôn, thì cái xe này là chủ xe làm 110, mình đã theo ý chủ xe nha, chủ xe muốn làm lên 125 luôn. Thì cái lồng này mình đã lên cho chủ xe là 125, nói chung cấu hình là full 125. Thì sẵn đây cho anh em nghe tiếng máy của lực 125 bền mạnh nha, bao êm cho anh em. Cấu hình là 125 nha.
để chủ xe đi tour vượt. Chủ xe này thì thích đi tour Vũng Tàu nha. Đó anh em coi ha, full 125. Hậu có đâm cho anh em nha. Đó anh em thấy không? Hậu mình kéo là bao giảm và đâm cho anh em liền. Thì anh em mà muốn làm bài full 110, 125, 135, 150 hoặc là 54 zin, 54 tự do, 58, 62 bên mình đều có nhận làm cho anh em nha. Thì anh em có thể qua bên độ xe Việt Nam để mình tiến hành làm cho anh em. Rồi anh em nghe lại tiếng hậu rồi mình chào anh em nha. Có mình là bao đâm cho anh em. Rồi mình xin chào anh em nha.